Xin chào anh chị em đam mê Liên Quân, lại là mình Bóc Liên Quân đây. Ngoài việc trong team phải có nhiều sát thương thì các hiệu ứng khống chế cũng rất quan trọng để có thể tạo tiền đề giúp cả đội đi đến chiến thắng. Vậy nên hôm nay Bóc Liên Quân sẽ giới thiệu cho mọi người 6 vị tướng mà mình nghĩ là có hiệu ứng khó chịu nhất Liên Quân hiện nay. À mà 96,69% nội dung đều là trải nghiệm cá nhân của mình, nên anh em xem với tâm thế thoải mái và tham khảo thôi nhé. Và trước khi bắt đầu video, anh em nhớ nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Bóc Liên Quân của chúng mình nha. Không để mọi người phải đợi lâu, chúng ta cùng bắt đầu ngay thế nào. Let's go. Tưng bừng khai trương, không lấy lời chỉ lấy khách. Đến shop blq.com, nick đã rẻ nay còn rẻ hơn với khó Liên Quân giảm 50% dịp khai trương lớn. Shop hơn với tỷ lệ trúng nick VIP khi random lên đến 80% cơ hội nhận nick siêu VIP. Khai trương lớn nhận quà lớn tại shop blq.com, đường link để dưới phần mô tả nha. 1. Alistar. Đây là một vị tướng sở hữu bộ chiêu thức khống chế cực kỳ khó chịu cùng với lượng sát thương gây ra rất lớn vào giai đoạn giữa và cuối game. Đầu tiên, nội tại sẽ cho phép Alistar gây ra sát thương chuẩn với đối phương. Mỗi chiêu thức bất kỳ của hắn khiến nạn nhân gánh chịu dấu ấn ma thuật, tích đủ 3 nội tại thì sát thương sẽ chuẩn bị bùng nổ. Đến với chiêu 1, chiêu thức này sẽ tạo ra một vách ngăn gây choáng đến mồn kèm theo một sát thương phép. Chưa hết, sau khi dính choáng thì kẻ địch còn bị làm chậm 50% tốc chạy trong 0,5 giây. Chiêu 2 của Alistar thì không có khống chế, nhưng sẽ gây sát thương kéo dài đến 4 giây nếu nạn nhân trong vùng bị ảnh hưởng. Còn nếu dính phải chiêu cuối, ngục tù vĩnh hằng của Alistar, kẻ địch phải chịu bất động toàn thân trong 3 giây. Tiếp đến là hàng loạt các chiêu thức được xả ra, đủ để cho đối phương bay về tế đàn một cách nhanh nhất. Dạo gần đây thì Alistar được anh em sử dụng rất nhiều để đi SB. Ngoài việc gây ra lượng đam dồi dào thì các chiêu thức khống chế khó chịu cũng đủ để bảo kê được AD tận răng. Lưu ý rằng trong quá trình vận chiêu thức, anh em nên chọn cho mình một vị trí đứng an toàn, tránh xa tầm xả chiêu của tướng địch, bởi nếu dính phải bất kỳ chiêu thức gây khống chế nào thì ngục tù vĩnh hằng của Alistar sẽ bị ngắt ngay lập tức. 2. Oma. Đây là một vị tướng có bộ chiêu thức lẫn là đánh thường đều có tỷ lệ gây choáng và lượng sát thương dựa trên phần trăm máu đối phương. Giai đoạn đầu game là giai đoạn mà Oma rất ghê gớm. Bạn có thể sử dụng điều này để đi roam toàn bản đồ, quấy phá rừng tìm địch hoặc đảo đường liên tục. Đầu tiên là nội tại man lực thì tất cả sát thương của Oma đều có tỷ lệ làm choáng mục tiêu 0,75 giây, gây 4-8% máu tối đa của bản thân thành sát thương phép. Đối với chiêu 1 thì anh chàng cao to đến hồi này sẽ là đến vung búa hất tung những kẻ địch trúng chiêu, gây sát thương vật lý và hất tung trong 0,75 giây. Đến với chiêu 2 sẽ tiếp tục chứa hiệu ứng khống chế, hắn nện búa xuống sàn nhà, gây sát thương đồng thời làm chậm 30% tốc chạy của nạn nhân trong 1,5 giây, trúng đích 3 lần sẽ khiến lần tung chiêu tiếp theo gây choáng. Đến với chiêu cuối là chiêu 3 thì Omo xoay búa như một cơn lốc, xoáy gây sát thương vật lý lên kẻ trúng chiêu, đánh trúng địch thì sẽ hồi máu. Kết hợp nội tại thì khả năng làm choáng của Oma là rất cao. Tuy mở giao tranh tốt với rất nhiều chiêu thức choáng của mình, nhưng bù lại thì khả năng chống chịu của Oma chỉ ở mức tạm ổn, hơi yếu so với các tanker thuần túy khác. Thêm nữa vì là chất tiếng mở giao tranh nên khả năng bảo kê chủ lực hơi yếu. Các bạn chơi AD với Oma thường phải tự lực cánh sinh là nhiều nha. 3. Arum. Tương tự với Alistar thì Arum cũng là vị tướng có khả năng khống chế cứng vô cùng khó chịu. Nội tại của cô nàng là linh thú thì chủ yếu sẽ giúp Arum cũng hồi máu là chính. Còn chiêu 1 thì sẽ triệu tập linh thú để bay xung quanh Arum. Nếu trúng địch sẽ được giảm 50% hồi chiêu và tồn tại cao nhất là 3 linh thú. Đến với chiêu 2 thì Arum sẽ ra lệnh cho linh thú tấn công vùng chỉ định, đồng thời bản thân được tăng tốc chạy trong thoáng chốc. Linh thú đầu tiên sẽ làm chậm 50% tốc chạy, linh thú thứ 2 thì làm chậm đến 90% và linh thú thứ 3 sẽ gây choáng đến 1 giây. Đến với chiêu khiến Arum luôn ở bảng cấm của rank kim cương và tiếng Anh thì đó là thú khốn, giúp cô nàng trói buộc kẻ địch và không thể bị phá vỡ trong 2,5 giây. À mà nói không thể phá vỡ thì cũng không hẳn, Zip hoặc là Bandung là hai sự lựa chọn có thể giúp anh em ngắt được chiêu cũng như hút đồng đội của mình về khi mà Arum đang trong quá trình vận chiêu thức này. Điều đặc biệt hơn ở chiêu thức này đó chính là trong suốt thời gian dùng thú khốn, cả Arum lẫn nạn nhân, bất kỳ ai trong cả hai, nếu như phải gánh chịu sát thương từ bên ngoài thì lượng sát thương đó cũng sẽ được truyền qua người còn lại. Tuy có sự khống chế khó chịu nhưng ở đầu game Arum thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu hụt mana. Thêm nữa độ cơ động kém thì Arum cũng sẽ dễ bị đối phương cấu máu từ xa. Trên các rank cao, Arum sẽ không còn trở nên quá đáng sợ bởi khi trói thì địch sẽ không đánh, khiến cho việc trói buộc kẻ địch sẽ không còn quá nhiều tác dụng. 4. Gildu.
Đây là một trong những vị tướng đỡ đòn vừa có sát thương phép tầm xa, vừa có độ khống chế cực kỳ tốt, với nội tại là bàn tay vàng. Đòn đánh thứ tư liên tiếp sẽ đẩy lùi mục tiêu phía trước 1 giây, gây cả sát thương vật lý và cả sát thương phép. Ngoài ra, Gyuru cũng sẽ nhận được một lớp lá chắn chặn sát thương phép. Đến với chiêu 1, Gyuru sẽ lướt qua kẻ địch vừa gây sát thương vật lý và cả sát thương phép. Đồng thời, đòn đánh thường kế tiếp kích hoạt nội tại. Đến với chiêu 2, Gyuru sẽ bắn vàng theo hướng chỉ định, vừa gây sát thương phép vừa làm choáng kẻ địch đến 1,2 giây. Này Gyuru lên phép thì cuối game trưởng một cái chặn AD bên kia mất 1/3 cây máu quá. Chiêu cuối là Vương quốc vàng, Gyuru sẽ tạo ra một vùng liên tục làm choáng và gây sát thương phép lên kẻ địch, kéo dài đến 3,3 giây. Việc kết hợp Gyuru Elsu là một bài đánh cấu rỉa cực kỳ thốn mà được ưa chuộng trong khoảng thời gian gần đây. Tuy nhiên thì Gyuru là vị tướng có lượng máu tối đa không quá cao. Thêm nữa, các chiêu thức định hướng cần độ chính xác cao. Với mình thấy việc bảo kê AD, Gyuru không phải là bảo kê quá tốt đâu nha. 5. Alice. Một bạn trợ thủ vừa hỗ trợ đồng đội tốt, vừa có các hiệu ứng khống chế để mở giao tranh hoặc bảo kê đồng đội mà mình đánh giá rất cao. Với nội tại là bước chân thần tốc thì Alice tung chiêu đồng thời sẽ giúp bản thân tăng được 20% tốc chạy trong vòng 2 giây. Đến với chiêu 1, vụ nổ thời không, Alice sẽ tạo ra một vụ nổ nhỏ gây sát thương phép và làm choáng đối phương trong 1 giây. Chiêu này các bạn cũng có thể dùng để trích bụi, phát hiện kẻ địch thông qua âm thanh tiếng game nha. Đến với chiêu 2 thì Alice sẽ bốc một lượng lớn giáp cho các đồng minh lân cận, đồng thời cả đội cũng sẽ được tăng tốc chạy trong 2 giây. Đến với chiêu 3, dòng chảy thời không, Alice sẽ tạo ra một vùng ma thuật ở diện rộng, khiến kẻ địch bị câm lặng và làm chậm đến 60%. Pháp trận này sẽ kéo dài đến 6 giây. Hiện tại thì Alice lên phép là việc rất hiển nhiên, nên lượng máu của cô nàng khá thấp, dễ bị chặn là mục tiêu tấn công của đối phương. Đồng thời là Alice không thể làm lá chắn di động cho AD được, mà cần AD phải có kỹ năng tự lực nhất định. Và trên đây là toàn bộ những vị tướng SB có độ khống chế khó chịu mà mình đã chọn ra. Mình chỉ lựa chọn ra những cái tên tiêu biểu mà mình thường hay sử dụng để anh em tham khảo và góp ý thôi nha. Và nếu như anh em nào còn biết thêm những cái tên nào khác cũng có khả năng khống chế khó chịu như vậy thì đừng quên để lại ý kiến đóng góp phía bên dưới phần comment để chúng ta cùng tiếp tục bàn luận nha. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo trên kênh Bóc Liên Quân. Bye bye.